À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 19 tháng 10 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 9 năm Quý Tỵ, cho nên chúng ta cũng vừa có một thời sám hối và tụng giới. Chiều nay quý vị có khỏe không? Ở ngoài đường gió lắm không? Hôm nay người Tây Phương có một ngày tu học, thì suốt ngày hôm nay là Pháp Hòa không có ra khỏi cửa, nhưng mà ngồi thiền hay là ngồi giảng thì nhìn ra cửa sổ thì thấy những cây cối bên ngoài gió rất là mạnh, thì mình đoán biết là ở ngoài đường chắc là gió lắm, mà không biết có lạnh hay không. Cả ngày hôm nay là không có ra khỏi cửa. Thì nguyên một ngày hôm nay là người Tây Phương tu, sau đó thì nghỉ ngơi, và bây giờ là sinh hoạt tụng giới, sám hối và pháp thoại. Thì ngày mai sáng chúng ta sẽ có lễ thường nhật mỗi chủ nhật. Đặc biệt là ngày mai chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm vía Bồ Tát Quán Thế Âm là 19 tháng 9 trong năm, nhưng mà bởi vì nhằm ngày chủ nhật cho nên chúng ta làm trước để cho toàn thể đại chúng đều được tham dự. Và ngày mai thì cũng là ngày giỗ, nói giỗ chứ đúng ra là gọi là giáp năm, sư cô Thanh Quang. Thì quý vị cũng thấy hôm nay thì chúng ta chuẩn bị mới đó mà đã giáp một năm ngày sư cô Thanh Quang mất. Thì và trưa ngày mai lúc 2 giờ sau lễ xong đó, 2 giờ chúng ta sẽ có một buổi chiều để trì thủy sám pháp này. Thì mong đại chúng tranh thủ ngày mai sau giờ lễ rồi để ở lại để chúng ta tụng bộ thủy sám này vào chiều ngày mai. Và bắt đầu tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư, phải không? Tức là ngày 17, 18, 19, 3 ngày. Chúng ta sẽ mỗi tối lúc 7 giờ rưỡi có giờ lễ ngũ bách danh Quán Âm, tức là lại 500 danh hiệu của Đức Quán Âm. Nhưng mà nghe vậy rồi đừng có rút lui. Nó chờ một đêm mà lại tới 500 lại. Thì mỗi một đêm mình sẽ lại 100, lại 500 đó mình chia lại đều mỗi ngày cho đến ngày thứ tư. Thì chúng ta có thể chia làm sao đó, mà miễn là trong 3 ngày đó chúng ta lại hết 500 lại. Thì đại chúng tranh thủ mỗi tối ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, 3 ngày về để lễ 500 danh hiệu Quán Âm. Ở Việt Nam á, chùa Huệ Nghiêm ở xa cảng miền Tây á, mỗi sáng chủ nhật lại 500 lại, mà Phật tử đi lại 500 lại đó không dưới 500 người, không có dưới 500 người, coi như là chủ nhật nào cũng đi lại hàng ngàn người. Từ 5 giờ sáng là sân chùa không còn chỗ đứng, có khi đứng hết chánh điện, đứng xuống tới nhà tổ, đứng ra ngoài sân lại 500 lại mỗi chủ nhật như vậy. Rồi có những nơi người ta lễ sám hối một tháng hai lần, 14 với 30 ngồi đầy chùa. Hình thử ra mình biết là ở đây hình như mình ít có tội, cho nên mình không có siêng sám hối lắm. Là mình phải đi sám hối cho thường, vì đó là cái lễ của mình, đó là một cái nghi thức, một cái nghi lễ của mình. Mỗi một đúng ra là mỗi tháng mình phải lại hai lần, phải không? Đó là cái nghi lễ của mình, đó là cái lễ cho chúng ta đi tham dự. Thì đại chúng ngày mai, đó là chương trình của những ngày sắp tới. Tức là ngày mai mình làm lễ buổi sáng lại vạn Phật, rồi buổi trưa thì mình cúng thường nhật, rồi là giáp năm sư cô Thanh Quang. Thì cơm nước xong thì 2 giờ chúng ta tụng thủy sám pháp. Thì mời đại chúng chia sẻ cái thời gian tụng đó để trợ niệm cho thứ nhất là cho mình, cái thứ hai nữa là cũng trợ lực cho bà cụ
thân mẫu của cô Tịnh Phong đang bệnh ở bên Bỉ, và bà đang ở trong cái tình trạng hấp hối vậy đó. Cho nên rồi gia đình cũng nhân cái dịp này thì gia đình cũng xin lễ nhờ năng lực của đại chúng hồi hướng công đức cho bà, để bà an lành, nếu mà có ra đi thì cũng được nhẹ nhàng theo Phật. Thì như đại chúng biết là cái văn thủy sám mà chúng ta đã học từ hồi đầu năm đến bây giờ, thì hôm nay là chúng ta kỳ thứ 27. Hôm nay là kỳ thứ 27. Và chúng ta cố gắng nói gọn để cho chúng ta hết cái phần, hết cái phẩm giữa, tức là quyển trung, hết cái phần cuối của quyển trung này. Thì hôm trước là chúng ta nói về sám hối của ba nghiệp của thân, tức là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, mà chúng ta thường dùng cái từ là tà dâm. Thì có nhiều vị dùng tránh nói cái chữ đó, thì nói là cái chữ nó thô, nhưng mà thật sự ra cái chữ đó là cái chữ trong chữ nghĩa người ta dùng, chứ không có gì hết. Thì theo như định nghĩa thì dâm có nghĩa là khi một nam một nữ giao hợp thì gọi là dâm. Thí dụ như ở trong giới luật, người xuất gia thì cũng thọ giới bất dâm, Phật tử thì không tà dâm, thí dụ vậy đó. Cho nên ngay cả bác quan trai đó, mình tu một ngày một đêm thì cũng thọ cái giới thứ ba là không có dâm dục. Ở đây mình bây giờ bắt đầu hôm nay á, mình tiếp theo mình nói về cái giới thứ tư, tức là nói về cái giới của cái miệng. Trong giới luật á, thì chia ra ba phần. Trong 10 giới nó chia là thân, khẩu, ý. Quý vị nhớ nha, thân, miệng, ý. Thì thân của mình là có ba lỗi, là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, là tà dâm đó. Bây giờ mình nói tới cái miệng. Miệng có 4 lỗi. Thì trong này nói tiếp, bây giờ mình sám hối về cái miệng. Đệ tử chúng con sám hối ba thứ của thân nghiệp rồi, bây giờ tuần tự sám hối 4 thứ ác nghiệp của miệng. Trong kinh Huấn Thị, ác nghiệp của miệng làm cho con người sa đọa địa ngục cùng với ngạ quỷ, chịu đủ thống khổ. Nếu sinh súc sinh phải làm cú mèo, tiếng kêu của nó ai nghe cũng ghét. Sinh trong loài người thì hơi trong miệng luôn luôn hôi thối, nói ra điều gì cũng không ai tin, thân quyến bất hòa hay tranh hay cãi. Ở trong cái chữ nghiệp á, thì hôm trước mình có nói á, nghiệp là những cái hành động lâu ngày chúng ta trở thành một thói quen thì gọi là nghiệp. Nhưng nếu có tu thì là thiện nghiệp, còn nếu không có tu thì là ác nghiệp. Cho nên trong này dùng cái từ là ác nghiệp của miệng. Ác nghiệp của thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ác nghiệp của miệng là có 4 điều. Bây giờ nói rằng cái quả của cái người mà bị cái khẩu nghiệp á, thì sanh trong ngạ quỷ, chịu đủ thống khổ. Nếu mà được sinh làm con vật á, làm súc sinh á, thì phải sanh làm con cú mèo, bởi vì cái tiếng kêu của nó ai nghe cũng ghét. Bởi vì có những cái loài nó sanh ra, nhưng mà nó sanh nhầm cái loài có cái tiếng hay. Vừa rồi đi giảng ở bên Dallas á, thì Pháp Hòa có được đi thăm một cái gia đình của bà người Mỹ. Bà này là một tỷ phú, triệu phú gì đó không biết mà giàu lắm. Thì bà đến chùa bà thăm, rồi thì bà mời Pháp Hòa sau khóa tu đến nhà bà chơi thăm. Thì mới đến thăm nhà của bà, thì ở trong cái phòng sách của bà có viết bà có nuôi mấy con két. Mà cái con két đó, mình vô mình chào nó chào lại. Rồi hàng ngày mà bà nói chuyện với nó, mình mà bước ra cửa đó, nếu mà cái người nào mà nó gặp hàng ngày, nó quen rồi nó biết tên của người đó đó, mà cái người đó tới chơi mà bước ra cửa có nói chào. Thí dụ về giờ nói cái ông đóng tên Bill, mình đi ra cái thì con két nó nói bye bye Bill. Thì như vậy thì trong loài súc sinh có nhiều cái con nó bị cái nghiệp súc sinh,
Nhưng mà nó bù là nó cũng còn chút phước, là cái tiếng của nó kêu người ta nghe, ta không ghét, ta thích cái tiếng kêu của nó. Chẳng hạn như con chim chích chòe, con gì đó, ví dụ vậy đó, nó kêu mà làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Chẳng hạn như mình vô trong rừng á, mình ngồi mình nghe tiếng gió reo, tiếng suối chảy, nhưng mà hay nữa là có tiếng gì? Tiếng chim kêu. Tại vì những tiếng con chim kêu nó làm cho cái không gian, cái thời khắc đó nó rất là hay. Nhưng mà ngược lại thì có những cái tiếng con, những con chim mà, những con vật mà nó kêu mình nghe mình rùng rợn. Thí dụ vậy đó. Cho nên trong này nói, nếu sinh súc sinh phải làm cú mèo, tiếng kêu của nó ai nghe cũng ghét. Nếu sinh trong loài người thì hơi miệng hôi thối, luôn luôn nói ra điều gì không ai tin, thân quyến bất hòa hay tranh hay cãi. Vậy thì bây giờ mình nhìn lại đời này, nếu mà trong gia đình chồng tộc của mình mà cứ nói chuyện là gây, nói chuyện là cãi, thì biết chắc cũng có một chút chút cái nghiệp mà đời trước mình nói những điều không có lành. Ác nghiệp của miệng đã có lắm thứ khổ báo như vậy, ngày nay chúng con chí thành quy y, đảnh lễ Tam Bảo, sám hối hết thảy. Bây giờ bắt đầu chia ra tuần tự của bốn tội của nghiệp miệng. Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, vì nói thô ác. Nói thô ác là nói gì? Trong nguyên văn của giới gọi là ác khẩu. Ác khẩu tức là cái lời nói thô ác, chửi rủa, mắng xả người ta. Vì nói thô ác mà với toàn bộ lục đạo tứ sinh, chúng con đã tạo đủ thứ tội lỗi. Lục đạo tức là trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu đạo. Tứ sinh là loài sinh trong trứng, loài sinh trong ẩm thấp, loài sinh bằng thai, loài sinh bằng tiến hóa, mà chúng ta gọi là noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, bốn cái loại sinh trong cõi người này đó. Nói năng thô dữ, lời tiếng ngang bạo, không kể tôn ti. Không kể tôn ti tức là mình không có, mình nói những cái lời mắng rủa, nạt nộ mà mình không có biết trên dưới, thượng trung hạ tòa, mà mình hay nghe trong văn thị xám nói đó. Có nhiều khi người nhỏ mà nói chuyện với người lớn mà nạt nộ, hay là mình Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mà ai nói chuyện với mình mà mình là bị rầy. Nói chuyện với người lớn là không có được phải nói dạ. Rồi hoặc là người lớn hỏi cái gì thì mình phải trả lời, thay vì mình trả lời thẳng mình nói dạ ăn rồi, dạ chưa. Bây giờ Pháp Hòa cũng bắt chước, Pháp Hòa cũng dạy mấy chú vậy. Nhiều khi hỏi con đói bụng không, cái thì trả lời đói, cái thì qua nói nói làm sao ha, cái nhớ trực là dạ đói hay là dạ không. Lúc nào cũng vậy, hễ mà mấy chú mà nói mà không có chữ dạ trước là mình nhắc. Đó, cho nên mình nói chuyện là lời tiếng ngang ngạo, không kể tôn ti, nạt nộ. Mà ở trong văn Vu Lan á, nói làm sao chẳng có kính bà con nạt nộ thê nhi đó, nhớ không? Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ, lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sông đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng mang. Trái ngang chống bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lỗ mãn tánh quen làm biếng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ, nết tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân hoang. Quân hoang tức là cái nhóm người mà khoan đàn á, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Đó là những cái lời trong kinh Vu Lan mình tụng. Cho nên không kể tôn ti, quen lạ sang hèn. Người quen mình cũng nạt, người lạ mình cũng nạt. Cho nên nói là quen lạ sang hèn mình làm ráo hết. Một chút Phật ý tức thì giận dữ, mắng nhiếc chửi rủa, tạp nhạp nham nhở, dơ bẩn hung ác, không thiếu điều nào làm cho đối phương ngậm hờn suốt đời, liên họa kết thù không bao giờ ngưng. Có nhiều khi mình làm sao mà người ta nhắc tới tên mình là người ta nói thôi tôi không có nói chuyện với cái người đó,
cái người đó hỗn lắm, dữ lắm, thô tháo lắm, cho nên người ta ngậm hờn suốt đời. Rồi bắt đầu khi mà người ta ghét mình thì người ta sẽ liên kết, tức là người ta rỉ tai, người ta liên kết một nhóm người nào đó chống đối mình, liên họa kết thù. Tức là mình tạo cái họa này nó liên tới cái họa khác, không bao giờ ngừng. Lại còn quán trách trời đất quỷ thần, chỉ trích hiền thánh, vu khống lương thiện. Ác khẩu như vậy, tội lỗi vô lượng, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, sám hối tất cả. Tức giận quá, chửi mắng quỷ thần. Hồi đó Pháp Hòa nhớ đọc truyện thời nhà Minh đó, ông vua Sùng Chinh, khi mà ông lên ngôi rồi ông nghe lời gian thần, ông giết nhầm Tôi Trung, tức là Diên Sùng Quảng. Thì khi mà giết một cái người Tôi Trung như vậy rồi thì ông hối hận. Khi mà ông hối hận thì ông tức quá, ông đứng giữa trời ông mắng. Ông nói: ngươi đã cho ta, ông trời, ông chỉ lên trời, cao sanh tạo hóa, muốn chống đối ta, đã cho cái gian sơn này cho trẫm rồi thì tại sao lại khiến trẫm giết nhầm người? Trách thần trách đất vậy đó, vu khống lương thiện. Rồi bây giờ mình nói cái ác khẩu rồi ha, bây giờ nói tới dối trá, tức là vọng ngôn. Hồi nãy là ác khẩu thì dịch là thô, lời nói ác. Bây giờ vọng ngôn tức là gì? Vọng tức là không có thật. Vọng nó đối ngược lại với chân. Cho nên mình tụng, mỗi bữa mình tụng kinh đó, chân ngôn là thần chú đúng không? Diệt tội chân ngôn, thất Phật diệt tội chân ngôn. Hay là chân ngôn tịnh tam nghiệp chân ngôn, chân ngôn tịnh ba nghiệp, phổ cúng dường chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn. Thì tại sao những cái bài thần chú đều gọi là chân ngôn? Bởi vì đó là những cái mật ngữ, mà mật ngữ thì đó là lời thật. Khi mình tụng cái đó lên thì làm cho pháp giới thanh tịnh. Cho nên mỗi bữa tụng kinh phải tịnh khẩu nghiệp. Tịnh khẩu nghiệp bằng cách tu rị. Tu rị đây là âm là cái tiếng Phạn thôi, chứ không có nghĩa là tu rị chỗ. Suri, Maha Suri, thì mình âm là tu rị, Maha Tu Rị. Chứ tu rị đó là âm. Cho nên chân ngôn, tất cả những cái lời mật ngữ đều là chân ngôn hết. Vãng sanh quyết định chân ngôn, biến thực biến thủy chân ngôn, cẩn đương trì tụng, nay có lời thật đại chúng cùng đại tụng. Đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay, vì nói dối trá mà đã gây ra đủ thứ tội lỗi. Với cái ý thức hy vọng danh dự, mưu cầu quyền lợi, cất giấu tình thật, biến trá trăm cách, trong lòng đen tối, ngoài mặt dạng dày. Chỉ không bảo có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, biết nói không biết, không biết nói biết, làm nói không làm, không làm nói làm, dối trá hiền thánh, lừa đảo thế nhân. Thậm chí cha con vua tôi bằng hữu, thân thích quyến thuộc, nói cũng không thật, làm cho kẻ khác lầm tin, đến nỗi tan nhà mất nước. Tức là cái đó vọng ngôn. Hễ cái gì mà nói ngược lại lời thật rồi nói không, chuyện không nói có vậy đó. Cũng giống như ở trong luật mình học về bốn giới thì nói vọng ngôn. Vọng ngôn tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nhưng mà trên nguyên tắc á, thí dụ như bây giờ hai cái người đó người ta nói xấu nhau, mình nghe được cái, thì người ta hỏi: hồi nãy chị tới già đó chơi, người ta có nói xấu gì tôi không? Thì mình nói: đâu có nói gì đâu, tôi tới chơi thôi, nói chuyện trên trời dưới đất mà có nói gì đâu. Thì trên nguyên tắc là cái đó có vọng ngôn không? Vọng ngôn tức là chuyện có mình nói không, nhưng mà cái đó không có lỗi, bởi vì cái tâm ác không có. Nếu mà phân tích thì mình nói thật, mình rõ ràng người ta có nói xấu nhau, mình không có. Trên nguyên tắc là vọng ngôn, nhưng mà cái vọng ngôn đó
Nó chỉ có cái nghĩa đơn thuần là mình đã nói không sự thật, nhưng mà cái tâm ác nó không có. Còn có nhiều khi á, mình cố tình mình nói sự thật, nhưng mà cái cố tình đó nó len lỏi cái gì? Cái tâm không lành ở trong đó. À, cho nên mình thấy rõ ràng á, nhiều khi mình nói không có thật, nhưng mà cái không thật đó mình không có ác tâm. Mà chẳng những vậy mà mình có cái thiện tâm mình khởi lên, mình nói như vậy để cho người ta không có mít lòng, không có thù oán với nhau. Cho nên mình nói về giọng vọng ngôn á, thì mình phải giải cho rõ, hiểu cái vọng ngôn là sao. Có nói không có nói có, làm nói không làm nói làm, thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, ví dụ là nói ngược lại là vọng ngôn hết. Hoặc mượn yêu thuật. Thường thường mình dùng cái chữ thuật có nghĩa là gì? Thuật có nghĩa là cái huyễn. Ở trong tiếng Hán gọi là yêu huyễn. Huyễn là sao? Nó không có thật. Thì bây giờ mình muốn diễn tả cái chữ thuật, mình phải để ở trước chữ ảo. Ảo thuật. Quý vị biết ở bên Las Vegas như vậy, cái ông mà David Copperfield á, một ngày ông có một cái show, hình như là hai show ba show gì đó, ông biểu diễn những cái thuật mà mình ngồi, nghĩa là ông với mình chỉ cách nhau một sải tay vậy thôi, ông làm trước mặt mình một vậy đó, mà sao mà gọi như là quá trời quá đất hay. Rồi ví dụ vậy, cái thì người ta hỏi là thầy ơi, trước mặt mình rõ ràng mà tại sao mình không thấy? Pháp Hòa nói trời ơi, đã nói là ảo thuật, tức là nó có cái thuật để nó ảo mình, nó ảo giác mình một giây một đó, rồi nó là mất tiêu. Rõ ràng thấy cái cô đó cũng ngồi trong xe, rồi ổng trùm cái ra lại, mà sao tới hồi dở ra đó, cái cô nó mất tiêu, mà trước mặt mình luôn, chứ không có cần nghĩa là xa xôi gì hết. Mình với ổng đứng là giống như sải tay vậy thôi. À, thì cái đó gọi là đã là thuật thì phải có ảo. Nó phải ảo mình cái vậy thì nó mới ra cái thuật. Không, gọi là ảo thuật, mà tiếng Hán gọi là thuật. Thuật là gọi là huyễn, yêu huyễn. Mà hoặc dùng yêu thuật mà tự tán mình. Bây giờ quý vị lên YouTube coi, trời ơi, người ta huyễn nhiều lắm. À, cái ông đó, ông cầm cái chén nước vậy nè, ông sẽ mua cái bún cái làm cái xèo, văng ra. Vì vậy, bây giờ Photoshop làm thế lắm. Vậy đó mà người ta cũng lại bái rần vậy đó. À, rồi thậm chí có những người tin đến mức độ nằm dài xuống để nhờ sư phụ bước lên trên con cái, dẫm lên trên con cái cho con có cái phước. Có nhiều người nằm dài ra vậy đó, để cho nhờ sư phụ đạp lên người mình cái vậy, cho mình có phước. Hoặc mượn yêu thuật mà tự tán mình rằng đã thành tựu bốn thứ thiền định. Bây giờ có nhiều người họ dùng thuật á để làm chi biết không? Để mà họ nói rằng họ chứng thiền này thiền kia vậy đó. Bởi trong này mới nói nè, đã thành tựu bốn thứ thiền định. Bốn thứ thiền định là gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tại vì người tu thiền thì nhiều khi người ta có những cái chừng mực của tu chứng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ sơ thiền đi. Ví dụ sơ thiền, thí dụ bây giờ á, thứ hai là thứ bảy, theo lẽ giờ này á, quý vị đi ra ngoài đi ăn, đi chơi với bạn, để mình có một buổi thật là vui. Nhưng bây giờ mình không đi cái đó, mình ly cái đó, tức là mình lìa quán cà phê, mình lìa cái quán nhậu, mình lìa cái chỗ ăn chơi, mình chạy vô trong chùa, mình ngồi tụng kinh thời, rồi bắt đầu mình ngồi mình nghe giảng. À, thì đối với mình là mình có niềm vui. Nhưng mà cái vui này là để mình, cái gì mà được cái này, mình ly để mình có được cái hỷ lạc này. Sơ thiền á, gọi là ly sinh hỷ lạc. Ly sinh hỷ lạc. Như hồi chiều có một chú lên thăm Pháp Hòa mới nói: con á, cái gì cũng được á. Con có một cái bệnh, có cái bệnh ghiền kéo máy. Con nhiều tiền con đi vô casino con kéo hết.
Pháp Hòa mới nói trời ơi biết bệnh mà vẫn đi hoài cho bệnh thêm nặng. Thôi bây giờ thay vì mình biết mình có bệnh như vậy, mình kiếm chỗ mình chữa bệnh đi. Ban ngày rảnh không có làm gì thì chạy vô trong chùa, quét bàn thờ, lao tượng Phật, hoặc là kiếm kinh, kiếm sách ngồi tụng, hoặc theo quý thầy quý cô ngày bốn thời kinh. Chẳng những như vậy là không bị mất thời giờ, không tốn tiền, không tốn sức khỏe. Nếu mà một ngày nào làm được như vậy thì có đó gọi là ly sinh hỷ lạc. Lìa cái đó thì có cái hỷ lạc. Người nào mà bỏ được những cái thú vui bình thường của mình mà được hưởng được cái vui bình thường của trong chùa đó, thì người đó có được sơ thiền, tức là ly sinh hỷ lạc. Rồi bây giờ mình vô trong này rồi, mình ngồi thiền, mình tụng thời kinh. Như hôm nay á, mấy người Tây Phương tu hơn 20 người, mấy người tu vô trong này ở từ sáng tới chiều, cái cuối ngày cái họ cảm ơn. Cảm ơn chùa, cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng đã cho chúng tôi một cơ hội về chùa để tu tập một ngày như thế này. Ngày hôm nay tôi thấy an lạc, tôi thấy thoải mái, tôi thấy nhẹ nhàng lắm. Người đó có nhị thiền, định sinh hỷ lạc. Định tức là cái sự bình an. Bây giờ có được cái niềm vui của nghe pháp. Họ đâu có làm gì đâu, họ không có nói chuyện. Họ vô cả ngày chứ họ không ai nói dai hết trơn á. Mà người Tây Phương họ tu 500 người cũng giống như không có người. Ăn cơm im lặng, tuân thủ quy tắc rất là kỹ càng. Rồi thì họ ngồi yên vậy để họ có cái định sinh hỷ lạc, nhị thiền. Rồi cái thì mai mốt cái họ có cái thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc. Ly những cái niềm vui gọi là niềm vui thô để có được cái niềm vui vi diệu hơn, nhẹ nhàng tế nhị hơn. Thí dụ bây giờ bạn đạo rủ nhau ngồi uống trà, nói chuyện, ca những cái bài nhạc đạo là vui hỷ chứ gì. Cái đó gọi là định ly hỷ, là ly sinh hỷ lạc. Nhưng mà đến một lúc nào đó, bữa nay mình không uống trà nha, rủ nhau thắp cái đèn cầy, thắp cây hương lên ngồi thiền nghe. Cái đó gọi là gì? Ly hỷ diệu lạc. Ly những cái vui đó nữa để có được cái niềm vui vi diệu hơn nữa. Rồi đến một lúc nào đó chứng được tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Xả hết mọi ý niệm, mọi cái khởi niệm của mình. Ví dụ mình gặp cái người đó, trời bữa nay sao đẹp vậy ta, là cũng khởi niệm. Còn khởi niệm tức là còn phân biệt. Mà còn phân biệt là còn vướng mắc. Mà hãy xả được hết tất cả những ý niệm thì bắt đầu mình trở về với cái trạng thái bình lặng của nội tâm. Cái gọi là xả niệm thanh tịnh, tứ thiền. Đó, rồi mình cũng đi khoe với người ta. Mình nói tôi bữa nay tôi đạt tới thiền thứ tư rồi đó. Bây giờ anh có mặc đồ xấu đồ đẹp gì trước mặt tôi bình thường. Ta nghe vậy ta cúng quá trời luôn. Xả niềm thanh tịnh. Tức là ở đây mình nói là mình dối trá, tức là mình không có chứng mà nói chứng. Mình nói với người ta mình thành tựu được bốn thứ thiền, bốn thứ không định. Không định tức là định của bốn cái cõi thiền của vô sắc, tức là trong đó có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi sở hữu xứ, phi tưởng xứ vậy đó. Phi sở. Rồi bây giờ mình nói với người ta mình chứng được 10 cái phép đếm hơi thở, tức là ana bát đề, tức là cái thiền gọi là cái thiền mà thầy Pháp Ân hay dạy á. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thở dài biết vô dài, biết thở dài, thở ra ngắn biết ngắn, 16 hơi thở. Ở trong cái kinh gọi là kinh quán niệm hơi thở, Phật có dạy chúng ta 16 cách thở. Mà sư ông Làng Mai hay giải về cái đó lắm, tại vì cái đó là cái cách sư ông thường dạy, gọi là 16 hơi thở ý thức.
mình cũng nói với người ta, tôi 16 hơi thở đó tôi nắm, tôi rất là hay, thí dụ vậy. Rồi mình nói với người ta, mình chứng được 16 cái hành tướng của tứ diệu đế. Ôi cha, khổ tập diệt đạo tôi biết hết đó. Khổ bốn cái hành tướng của khổ, tập có bốn hành tướng của tập, đạo có bốn hành tướng của diệt có bốn hành tướng của diệt, đạo có bốn hành tướng của đạo. 4 × 4 = 16, khổ tập diệt đạo. Mà mỗi một tướng như vậy nó có bốn hành tướng. Mỗi cái khổ, khổ tập diệt đạo là gọi là tứ diệu đế. Mà mỗi một cái chữ như vậy, mỗi cái khổ thì nó có bốn tướng trạng. Tập nó có bốn tướng trạng, diệt nó có bốn tướng trạng, đạo nó có bốn tướng trạng. Mình nói với người ta là 16 cái tướng trạng mà tôi biết hết, tôi chứng hết. Trời ơi, người ta nghe xong ta lại quá trời. Ta nói trời ơi, đi đâu mà kiếm được người tu chứng dữ vậy. Thậm chí mình nói, để ý nghe không, tôi mà quên cái là Phật xuất hiện vậy đó. Thì như thế này thế kia, mình nói với người ta như vậy. Có khi mình đi khoe với người ta nữa, mình được quả dự lưu. Quả dự lưu tức là quả tu đà hoàng đó. Tu đà hoàng là tiếng Hán, tiếng Phạn. Vì người Trung Hoa dịch là dự lưu, tức là người này bây giờ đã bắt đầu được dự vào dòng thánh. Mình nói tôi bây giờ được dự vào hàng thánh rồi đó. Cho đến A-la-hơn, được quả duyên giác. Tôi bây giờ tôi chứng quả duyên giác rồi đó. Quý vị biết cái vị mà chứng duyên giác là tu cái gì mà chứng không? Tu thập nhị nhân duyên. Hằng ngày quán thập nhị nhân duyên để chứng được duyên giác. Duyên giác là gì? Nhờ những cái duyên để làm cho mình giác ngộ. Thấy vô minh nó duyên hành, hành nó duyên thức, ví dụ vậy đó. Thấy rõ tất cả các duyên, cho nên bây giờ chứng giác ngộ được tất cả đạo lý của duyên sinh, rồi duyên giác. Rồi chứng được gì nữa? Trời ơi, tôi bây giờ là Bồ Tát bất thối. Chị cứ làm bạn với tôi chị sẽ được bất thối Bồ Tát. Làm bạn với bất thối Bồ Tát. Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ mà. Đi khoe vậy. Ở trong luật tỳ kheo á, có bốn cái giới quan trọng, mà trong đó cái giới thứ tư á, là giới nói dối. Mà không phải nói dối bình thường nha. Nói dối với người ta rằng tôi là người chứng quả để cầu cái sự cúng kiến, để cầu cái sự gọi là lợi dưỡng. Cái đó gọi là đại vọng ngữ. Còn cái chuyện ví dụ mình đi nói với người ta, mình nói trời ơi, tuần rồi đó nghe, tôi mua cái xe 50.000 đó, tôi chạy có 1 tuần đó tôi trả. Ví dụ vậy, cái đó dối đó bình thường. Cái dối đó là đối với người tu là cái dối mà nặng nề đó, là nói với người ta rằng mình là người chứng quả. Cái đó mới nặng, là đại vọng ngữ. Còn cái chuyện mà mình nói với người ta là mình ở nhà lầu bao nhiêu rồi, mình có gì đó, chuyện đó, mình muốn khoe gì đó mình khoe, không quan trọng. Rồi mình nói với người ta nè, tôi mà hô một tiếng thôi là trời đến, rồng đến, thần đến, quỷ đến. Tôi nói một tiếng là gió xoáy đất linh. Thường thường người ta hay kêu á, hô hào quán vũ gì đó ha, ta kêu một tiếng như là thần đến, rồng đến vậy đó. Mình nói với người ta rằng trời đến, rồng đến, thần đến, quỷ đến, gió xoáy đất linh đều đến chỗ của tôi hết á, bày điều kỳ dị mê hoặc quần chúng, ý cầu kính trọng, dâng hiến đồ ăn, đồ mặc, đồ nằm cùng với dược phẩm, vọng ngôn như vậy tội lỗi vô lượng, ngày nay chúng con chí thành phát lộ sám hối tất cả. Bây giờ nói thiêu dệt mà trong kinh gọi là ý ngữ. Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, vì nói thiêu dệt mà đã gây ra đủ thứ tội lỗi. Lời tiếng văn hoa, bút mực diễm lệ, điểm tô điều lỗi, trao chuốt việc trái, khéo tạo khúc hát say tình nhục chí, hình dung yêu kiều biểu lộ dâm thái, làm cho những kẻ tâm trí bình thường hay quá thấp kém phải loạn tâm tư, phải hỏng chí khí, đam mê tụ sắc hết biết quay lại.
không phải chỉ lời, những cái lời nói dụ dỗ, nhưng mà có đôi khi mình tìm cách mình làm nhục chí người khác bằng những bài hát, có phải không? Hồi xưa người ta có những bài hát nghe xong rồi rụng rời hết, không ai còn muốn đi đánh giặc, không còn ai muốn vì non sông đất nước, ví dụ vậy đó. Hay là người nghe đó rồi rũ rượi hết, không có còn muốn làm gì nữa hết. Hay là mình viết những câu chuyện, mình phô bày những, mình lợi dụng cái ngòi bút của mình để mình nói sai sự thật, để cho người ta hiểu lầm nhau, để cho người ta bất kính những cái bậc trưởng thượng của người ta. Và nhất là bây giờ gọi là người ta tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do in ấn, tự do đưa bài vở lên trên net. Cho nên rồi mình, nếu mình đọc mình không có những cái chánh kiến trí tuệ thì mình dễ bị người ta làm lạc hướng cái đi của mình lắm. Hoặc không kềm chế thù riêng của mình mà bỏ mất đi cái việc phê phán một cách công minh. Đó, nhiều khi vì cái thù riêng nhưng mình lại phê phán không có công minh. Dẫu cho người ta thật là trung thành, thật là hiếu tử, có kẻ đích xác chí sĩ hiền nhân, mình vẫn viết bài, viết cả sách vở, lợi dụng văn chương vu khống xuyên tạc, hậu thế coi đọc lầm tưởng là đúng, khiến cho người này suối vàng oan ức, không cách biện bạch, ỷ ngữ như vậy tội lỗi vô lượng, ngày nay chúng con chí thành phát lộ sám hối. Ví dụ mình biết một cái người đó là một người đạo đức, nhưng mà giờ ta mất rồi, mình lại viết những cái bài viết nói sai sự thật về cái người đó, làm cho hậu thế coi không biết gì hết. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ giờ có những cái việc nó xảy ra 30 năm trước, cỡ Pháp Hòa thì 30 năm trước biết gì đâu, bây giờ mà đọc mấy cái bài đó tưởng thiệt. Thí dụ vậy đó. Cho nên ở trong này mới nói, dẫu cho người ta thật là trung thần, thật là hiếu tử, có những người đích xác là chí sĩ hiền nhân, mình vẫn viết bài, viết cả sách vở, lợi dụng văn chương vu khống xuyên tạc, để mà hậu thế coi lầm tưởng là đúng. Mình có cái lỗi trong đó. Đó là cái nói về cái lỗi thiêu dệt. Bây giờ cái lỗi về hai lưỡi, gọi là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là hai lưỡi. Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, vì nói hai lưỡi mà đã gây ra đủ thứ tội lỗi. Thế nào là hai lưỡi? Trước mặt tán dương, sau lưng chỉ trích, xảo trá trăm chiều, đến với người này nói xấu người kia, đến với người kia nói xấu người này, với cái ý thức chỉ biết lợi mình bất kể hại ai, dèm pha cố ý ly gián vua tôi, vu khống chủ tâm, phỉ báng lương thiện, làm cho vui tôi nghi kỵ lẫn nhau, cha con bất hòa, vợ chồng cách biệt, thân thích xa nhau, ơn thầy nghĩa bạn cũng tuyệt. Đây là lưỡng thiệt. Mà mấy cái này là mình thấy trong đời vẫn xảy ra hoài. Người ta vẫn đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, đến người này nói kiểu này, đến người kia ta nói để cho rồi người ta hiểu lầm với nhau, gây hấn với nhau hết. Rồi khi một ngày kia người ta ngồi lại, người ta nói chuyện với nhau, trời ơi, té ra xưa nay tôi ghét chị là cũng tại người kia, tôi hận anh là cũng tại người nọ. Đó là cái lỗi của lưỡng thiệt. Ly gián đến nỗi thổi động hai nước hủy bỏ liên minh, cắt đứt giao hảo, liên kết căm thù, liên minh quân sự, sát hại dân chúng, lưỡng thiệt như vậy tội lỗi vô lượng, ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương Phật Đà, Phật Pháp Thánh chúng phát lộ khẩn cầu sám hối. Đó là lỗi của lưỡng thiệt. Bốn tội của lưỡi là của miệng ha. Dối trá nè, chuyện có nói không, chuyện không nói có nè, ác khẩu nè, mắng rủa chửi bới nè, rồi gì nữa, ý ngữ nè, tức là nói những lời dụ dỗ hoặc là mượn sách vở văn chương vu khống người khác nè. Thứ tư là sao? Lưỡng thiệt, châm chích đầu này, châm chích đầu kia. Vậy thì bây giờ đại chúng nhìn trong cái cuộc đời của ta, trong thế giới con người thôi, có bốn dạng người này không? Có, đầy đủ. Vì vậy cho nên tại sao Phật dạy chúng ta phải có chánh kiến trí tuệ để chúng ta nhận biết.
Nguyện nhờ công đức sám hối bốn thứ ác nghiệp của miệng mà mọi đời kiếp đủ tám âm thanh: trong trẻo nè, thanh thoát nè, ngọt ngào nè, dịu dàng nè, trầm ấm nè. Thí dụ như lúc nào cần trầm ấm mình nói trầm ấm, lúc nào mà mình cần thanh thoát thì mình lời nói của mình nó thanh thoát. Phật có tám âm thanh đầy đủ. Thí dụ như Phật đến cái người đó, Phật muốn diễn đạt, thì với một cái ý tưởng nào đó thì cái âm thanh của Phật nó làm cho người ta dễ chịu. Cũng giống như mình nói ví dụ giờ mình tụng kinh đó, mình tụng kinh đó cũng là một cái công đức để rồi mai mốt mình có được tám cái âm thanh. À, giờ mình không biết tụng, mình trời ơi tụng gì nghe kỳ quá, nhưng mà cứ đi tụng, nghe người ta tụng thì mình tụng theo, rồi mình hòa cái tiếng mình theo, mai mốt mình đủ công đức mình có tám âm thanh. À, lúc nào nói ra đoạn nào trầm ấm tự nhiên trầm ấm, đoạn nào nghe nó thanh thoát tự nhiên nghe nó thanh thoát, đoạn nào cần cao vút mình tự nhiên mình cao vút. Thí dụ mình sướng kệ lên thì cái âm điệu của mình làm cho người ta rúng động. Đó, tám âm thanh. Đủ tám âm thanh được bốn biện tài. Quý nhơi vị nhớ bốn biện tài hôm trước mình có học rồi. À, từ vô ngại, nghĩa vô ngại. À, mình đi tới đâu phong tục tập quán của người ta mình biết, có cái biện tài vô ngại. Phát ngôn toàn thị lời nói hòa hợp, lời nói lợi ích, tiếng nói thanh nhã ai cũng thích nghe. Quý vị nhớ Hòa Thượng Hậu Giác không? À, hồi xưa lúc Hòa Thượng còn khỏe, Hòa Thượng hay qua đây Hòa Thượng giảng những mùa Vu Lan. À, mỗi lần mà Hòa Thượng giảng Vu Lan là mấy bác ở dưới này là ngồi khóc. Hay lắm. Hòa Thượng diễn đạt tình cha nghĩa mẹ, Hòa Thượng đọc thơ cho mình nghe, mà cái âm điệu của Hòa Thượng làm cho mình rúng động. Đó. Nơi nào mà có cần sự hòa thuận, thỉnh Hòa Thượng đến. À, Hòa Thượng nói một hồi thì tất cả im hết, không có những cái gì gọi là xáo trộn. Cho mình làm sao mình được cái công đức đó, chỗ nào mà người ta cần sự hòa thuận ta thỉnh mình tới. Mà người ta thấy mình tới thì nói rồi chiến tranh sắp sửa là mình nguy hiểm. Cái đó là mình thấy mình thất bại rồi ha. Tiếng nói thanh nhã ai cũng thích nghe. Này bây giờ biện tài này nha, biết rõ sinh ngữ, thành ngữ, tục ngữ của các địa phương. Nói câu đó mình biết à, cái câu này ở Trung nói à, câu này miền Nam nói à, câu này ngoài Bắc nói. Thành ngữ, sinh ngữ, mỗi vùng, mỗi địa phương. Nói ra điều gì cũng thích hợp thời cơ trình độ, làm cho người nghe lý giải tức khắc, vượt khỏi cương vị của kẻ phàm phu, nhập vào hàng ngũ của các thánh giả, mở sáng con mắt tuệ giác thượng đẳng. Đây là cái công đức. Khi mình nói những cái lời chân thật, thì khi mình nói, mình giải thích điều gì, người ta nghe cái, nghe đâu hiểu đó, nghe tới đâu hiểu tới đó. Có nhiều người, nhiều khi ta lên ta giảng, ta giảng một cái đề tài gì đó, nói một cái gì đó, nhưng mà ta nói xong rồi cái người nghe, nghe xong rồi thì cũng nghe vậy, nhưng mà xuống hiểu gì hết đó. Ở đây là mình nói giảng kinh, giảng pháp, ví dụ mình ta lên ta thuyết trình một cái vấn đề gì đó, ta nói vòng, ta đem dẫn chứng nãy kia nhiều quá, đôi khi hồi nó cũng không có làm cho người ta hiểu. Còn có nhiều khi người ta nói những lời thật là đơn giản. Cho nên một trong những cái hạnh phúc đó, là mình tập nói đơn giản. Nói cái gì cho người ta dễ hiểu, mình nói xa vời, mình nói chuyện trầu cao thì người ta chẳng hiểu mình nói gì hết. Ví dụ như mình bây giờ, ví dụ như mình là người Việt á, mình nói trời ơi cái nghĩa cao trầu, thì người Việt mình mà người lớn là ai cũng nghe hiểu hết á. Nhưng mà đối với người thích ở đây nó hiểu gì không?
nó chả hiểu mình nói gì hết. Cho nên nó thành ngữ, sinh ngữ, tục ngữ, lời nói của mình thích hợp căn cơ trình độ, làm cho người nghe lý giải tức khắc, vượt khỏi cương vị của phàm phu. Người ta đang nghe là bí lù, không biết gì hết, mà mình nghe mình nói hồi giải hồi trời, tâm tư người ta bừng sáng lên. Bây giờ người ta ở trong cái, ở cái chỗ phàm phu vậy đó, sau một tiếng đồng hồ là ta cái tâm tư như bậc thánh vậy đó. Ở trong cương vị phàm phu mà nhập vào hàng ngũ của thánh giả, sám hối phát nguyện về khẩu nghiệp rồi, chúng con nhất tâm đem cả tính mạng quy y, đảnh lễ thường trụ Tam Bảo. Đó, bây giờ sám hối bốn nghiệp của miệng rồi. Bây giờ nói tiếp, sám hối về sáu căn. Sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Tại sao gọi là căn? Căn là cái gốc. Căn là cái căn, cái căn gốc này. Ví dụ mình có cái con mắt mình là một căn. Mà tại có cái gốc này nè, cho nên mình nhìn cái mình phân biệt, mình nhìn mình như thế này, mình như thế kia, gọi là căn. Sám hối thân nghiệp và khẩu nghiệp rồi, bây giờ tiếp theo chúng con chí thành tuần tự sám hối về những ác nghiệp đã được phát sinh bởi sáu giác quan. Đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay, mắt bị màu sắc làm cho mê hoặc, ưa thích đen vàng hồng xanh đỏ tía, hay đồ thưởng ngoạn cùng đồ trang sức quý mà lại đẹp, hoặc thích hình tướng dài ngắn trắng đen của trai của gái, thích những dáng dấp thùy mị kiều diễm, từ đó phát sinh ý tưởng bất chính. Mình thích da đen, da đỏ, da vàng, da xanh, rồi mắt bây giờ mắt nâu mắt gì mà mắt kiểu nào cũng được, rồi mũi cũng nhiều kiểu nghe, mũi cao, mũi dọc dừa, mũi khích, mũi có tiền gì đó, rồi miệng thì cũng môi, rồi môi trái tim. Pháp Hòa nhớ cái kỳ đi Ấn Độ thì có gặp cái ông đó, cái ông mới giải thích đó, ông nói tại sao bên Ấn Độ làm tượng Phật lúc nào cái môi cũng dày. Thì ông nói rằng trên nguyên tắc cái môi dày là môi đẹp. Phải không? Như vậy thì quý vị thấy không? Có nhiều khi mình thấy cái môi dày không đẹp, nhưng mà có những quốc độ người ta thấy cái môi dày nó đẹp. Còn đối với mình môi mỏng cũng không được. Trời ơi, thấy cái mỏ nó không? Thấy cái môi nó không? Môi mỏng nhiều chuyện lắm. Cho nên rồi quý vị mới thấy là rõ ràng con mắt của mình là thôi nó đủ kiểu hết. Bây giờ mà nhìn từ hôm trước Pháp Hòa mới nói con người của mình là khổ, khổ từ có cái tóc khổ xuống tới cái ngón chân. Đồng ý không? Có tóc là bắt đầu phải lo cắt nè. Có mắt thì phải lo vẽ nè. Có má phải lo đánh nè. Có môi phải lo thò nè. Rồi cái gì nữa? Rồi bắt đầu xuống tới thân thể, móng tay, móng chân, cắt bình thường đâu được, phải dũa. Vân vân. Thì nói chung lại là nếu mà mình đã có thân thì phải khổ vì thân là đúng. Tại vì từ cái tóc xuống tới cái ngón chân không có cái chỗ nào mà mình không có phải chăm sóc. Rồi bây giờ chẳng những như vậy, chăm sóc như vậy rồi bắt đầu mỗi một thứ mình lại có nhiều kiểu. Tóc là phải kiểu gì, mạch này cắt tóc búp bê mới đẹp. Tóc của tướng của anh phải hớt ba đinh cua mới đẹp, xì tôn tém mới đẹp. Rồi mình nói tới tóc thôi nha, chưa nói tới da. Da của chị phải sức đánh phấn này nó mới đẹp, phấn kia nó không hợp, vân vân. Cho nên mỗi một cái là mình đều có cái khổ của nó, mà mỗi một thứ thì lại mình sao nhiều kiểu nữa. Hồi xưa ở Việt Nam, xưa thiệt xưa, trời ơi, có con trai móng sơn móng tay là mừng hết lớn rồi, làm gì có cái chuyện là chấm chấm bông này bông kia nữa, phải không? Bây giờ đủ bông hết. Đó. Hồi xưa mà nếu mà đi sơn móng tay mà được con trai móng tay là trời ơi, nó khô hết trơn mà còn đổ còn đổ cái gì á.
cái nước gì vô cho nó lỏng lỏng để sơ lại. Vậy mà bây giờ là mình đủ kiểu hết. Nói gì không có phải là tội lỗi gì, nhưng mà để mình hiểu là con người của mình sống trong đời, và chúng ta rất nhiều những cái gọi là bận rộn với những cái lúc chút vậy đó. Từ móng tay, móng chân, từ tóc, răng và ôi đủ kiểu hết. Đi mua bảo hiểm mà Blue Cross đó nha, làm răng à, chẳng hạn như sâu răng à, clean răng đồ thì, trám răng đồ thì người ta trả cho 80%. Còn anh muốn đẹp mà anh đi niền làm cho răng nó khít lại, nó đẹp lại là sức mấy trả? 7-8 ngàn bộ răng đó. Làm răng niền cái bộ răng vậy là 7-8 ngàn, mà phải chịu trời như vậy tới mấy năm, ăn uống cực khổ vô cùng. Rồi chẳng những làm như vậy rồi bây giờ nó làm màu nữa chứ, màu xanh, màu đỏ, tùy theo mỗi đứa nó thích. À, rồi mắt bây giờ nó làm mắt giả đó, sáng bữa nay đi học mắt nâu, mai giờ, chiều tối về lột nâu ra, mai đi học gắn đỏ. Hồi trước cô không biết, qua thấy ủa sao cái đứa này sao mỗi tuần nó mỗi màu. Hỏi ra thì mình mới biết. À, rồi bây giờ có con mắt à, hồi xưa trời ơi cầu cho có cái kiếng để mà coi chữ. À, bây giờ thì sao? Đủ kiểu kiến hết. Rồi bắt đầu đi tới gì nữa, xa gần hơn rồi bắt đầu bỏ cái kiến, cái tới contact lens. Mà muốn có cái contact lens là phải mua những cái contact đó, rồi phải ngâm. Mỗi tối phải có cái nước đặc biệt phải ngâm đó. Rồi một thời gian chán rồi không muốn cái đó nữa là phải đi bắn laser. À, đủ kiểu hết. Cho nên mới nói là kể từ vô thủy cho đến ngày nay, mắt bị màu sắc làm cho mê hoặc, ơ thích đen vàng hồng xanh đỏ tía, hay đồ thưởng ngoạn cùng đồ trang sức quý mà lại đẹp, hoặc thích hình tướng dài ngắn trắng đen của trai của gái, thích những dáng dấp thùy mỹ kiều diễm, từ đó phát sinh ý tưởng bất chính. Tai tham nghe tiếng, tiếng căn bản nhất, tiếng trong thanh nhất, tiếng của dây đàn, tiếng của ống sáo, tiếng của âm thanh, tiếng của hát ca, hoặc thích âm thanh con trai con gái, thích cái giọng điệu nói năng khóc cười, từ đó phát sinh ý tưởng bất chính. À, hồi nãy mình nói mắt, bây giờ nói tai. Tai mình thích nghe tiếng này tiếng kia. À, bây giờ thay vì mình thích mấy cái đó không có chi bằng mình tốn tiền có mà mất công đúng không, lo tu và tụng kinh Pháp Hoa. Nhớ kinh Pháp Hoa nói không? Người nào mà tụng kinh Pháp Hoa, thời gian trì kinh Pháp Hoa là thời gian có cái gì, có công đức, có cái lỗ mũi, ngửi, ngửi là mùi, đủ các mùi mà biết hết. Bây giờ nói mắt rồi tai rồi, bây giờ tới mũi nè. Mũi khoái hơi thơm, hơi của danh hương, loại như những thứ trầm hương, đàn hương, long hương, xạ hương, quốc kim, tô hạp, từ đó phát sinh ý tưởng bất chính. Đó là mình nói về các cái mùi hương. Hồi đó mình thắp nhang á, Pháp Hòa nhớ cái thời mà 85-86 lúc mình mới qua đó, trời ơi kiếm cây hương cũng cực khổ lắm. Cái thời điểm đó cái là ở bên Thái Lan á, nhập qua một cái loại hương màu đen đen. Trời ơi cái mùi thơm đó, mà thơm cái kiểu mà thơm thơm dầu thơm á. Mà không biết quý vị nhớ cái hộp nhang đó không? Cái hộp đỏ đỏ đó, rồi ở trong nó có khoảng 10 thẻ gì đó, thẻ nhang gì đó. Cái thời đi học á, là cái nhóm mà học sinh mà Việt Nam qua cỡ Pháp Hòa mà khoảng năm đó đó, quý vị biết lấy cái hộp đó đó cắt ra, bởi vì ở trên đó là hình Quan Âm, ở dưới này là một cái bông sen. Như vậy thì một cái hộp nhang đó đó cắt được hai hình, một là hình Quan Âm, hai là hình bông sen. Biết làm gì không? Làm cái đồ ngăn tập để mà đọc, ngăn sách, cái tờ giấy ngăn sách. Hòa nhớ cái hộp nhang đó, trên hình Đức Quan Âm, dưới một cái bông sen đứng rất là đẹp, Thái Lan nhập qua. Mà cái thời cái Việt Nam lúc đó là khoái cái mùi nhang đó lắm, mà có những người chịu đâu có nổi, bị allergy đó. Thắp lên là cái mùi sặc sụa, tại vì nó dầu thơm, nó ướp rất là mạnh. Bây giờ mình nói cái vụ trà thôi. Trời ơi thôi đủ kiểu trà hết phải không? Hồi Việt Nam mình mới tới đây đó,
Quý vị nhớ mình uống trà gì nhiều nhất nè? Trà jasmine, cái hộp vàng vàng của Thái Lan đó. Hồi đó trà đó là thượng hạng đó, phải không? Khách tới nhà mình mà mình lấy cái bình trà vàng vàng, quý vị có nhớ cái hộp trà đó không? Đem ra mà đãi là ngon lành. Trời ơi, thôi bây giờ là mấy cái trà đó mình đâu có. Bây giờ mình phải là trà Thái Nguyên, trà cao sơn, trà xuân, trà A Lê Sơn, trà gì gì đó mà gram nào gram mấy, mấy trăm đồng. Mũi khoái hơi thơm hơi của danh hương. Và bây giờ tới nói lưỡi. Lưỡi ham mùi ngon, tươi tốt, ngọt béo, máu thịt sinh vật nuôi dưỡng cơ thể, bồi thêm gốc khổ, từ đó phát sinh ý tưởng bất chánh. Thân ưa lụa hoa gấm dệt năm màu, gấm thêu năm sắc, lụa dây sa trung, mọi thứ mịn láng, đồ mặc, đồ đeo rực rỡ hoa lệ, đủ bảy thứ quý, từ đó phát sinh ý tưởng bất chính. Hồi đó mình cầu kiếm cái áo tràng mặc không ra. Trời, có cái áo tràng mặc là quý lắm rồi. Kiếm bộ đồ mặc hò mặc đi chùa là mừng lắm rồi. Thôi ôi, bây giờ là thôi quá trời kiểu. Thấy không? Mặc vô xong rồi cột dây bên phải, cột dây trước cổ, rồi thêu kiểu này kiểu kia. Bây giờ những cái tay áo cũng thêu, vân vân và vân vân. Cho nên mình, cái đó là cái khổ của thân đó. Ý thì lắm, tư tưởng thác loạn, gặp gì cũng nghĩ trái với chánh pháp. Vì sáu căn này ác nghiệp tạo ra, quả thật vô lượng. Ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, Phật pháp thánh chúng sám hối tất cả. Nguyện nhờ công đức sám hối về mắt, làm cho mắt ấy thấy được rõ ràng pháp thân thanh tịnh của cả mười phương chư Phật Bồ Tát, thấy mà siêu việt ý niệm hai tướng. Ở trong này mình nói rõ một chút thế nào gọi là pháp thân. Bởi vì mỗi con người chúng ta có ba thân. Cái thân mà chúng ta đang hiện có đó, cái thân này gọi là báo thân. Báo thân tức là cái thân quả báo mà chúng ta đang hưởng đây. Thí dụ như là cao lùn, mập ốm, trắng đen, cái thân này là thân quả báo, cho nên gọi là báo thân. Rồi mình lấy cái báo thân này, mình sống, mình ứng hợp với mọi thời cơ, mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, thì cái đó gọi là ứng thân hay là hóa thân. Ứng thân có là mình có thể ứng hợp, lấy cái báo thân này mà sống ứng hợp với tất cả mọi tình huống, mọi trường hợp, thì cái đó gọi là hóa thân hay là ứng thân. Nhưng mà có đau khổ không? Tại vì mình sống mà mình biết mình có được cái thân Phật pháp. Vì mình có được Phật pháp trong người, cho nên mình lấy, mình dụng cái báo thân này để mình sống với báo thân một cách linh động, nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta ứng dụng ba thân rất rõ ràng và rất dễ. Ví dụ như là, mình nói ví dụ như bây giờ một bác Phật tử bây giờ già yếu, chân yếu đó, bây giờ cái báo thân của bác đó yếu rồi, nhưng mà bác vẫn ứng thân được, có nghĩa là bây giờ không đi tới chạy lui như ngày xưa được, đến chùa vẫn có thể làm được việc gì đó trong cái khả năng sức khỏe của mình, vẫn ứng thân được gì. Nhưng mà bác không có đau khổ, trời ơi tôi thấy cái em kia chạy nhanh hơn tôi bực lắm, không có. Vì mình bác hiểu biết được rất rõ ràng, bây giờ cái báo thân mình nó không giống như ngày xưa nữa, mình làm được việc gì trong khả năng của mình mà mình rất hạnh phúc, cái đó là pháp thân. Cho mỗi con người mình có ba thân ha: báo thân, ứng thân, pháp thân. Pháp thân là cái thân Phật pháp, mà cái thân Phật pháp này mình ứng dụng. Được pháp thân thanh tịnh của cả mười phương. Bây giờ thấy mà siêu việt ý niệm hai tướng. Ý niệm hai tướng là sao?
là cái ý niệm đối đãi. Thí dụ mình thấy cái đó, cái mình nói bữa nay xấu hơn hôm qua, tức là mình thấy có xấu có đẹp, ngon dở, cao lùn hay dở, vân vân. Những cái thấy đó đều gọi là thấy của cái hai tướng. Mà mình làm sao mai mốt á, mình có được cái pháp thân mình thấy siêu việt cái đó. Thấy vậy là biết vậy chứ không phân biệt. Ví dụ bây giờ mình nói là hôm nay á, mình ở đây đó là mình lạnh. Nhưng mà ở bên Mỹ á, như vùng Houston, Texas, người ta còn ấm. Mình đâu có thể mình đem hai cái chỗ phân biệt được như vậy. Mình có chỗ ấm mà xứ mình là xứ lạnh. Mình vượt được hai cái đó, mình đang về xứ lạnh thì mình biết mình đang ở cái lạnh. Còn mai mốt mà bay qua cái chỗ ấm thì mình an hưởng cái chỗ ấm. Vượt cái ý niệm hai tướng. Nguyện nhờ công đức sám hối về tai, làm cho tai ấy thường nghe chánh pháp, mười phương chư Phật hiền thánh tuyên thuyết, nghe mà phụng hành y như pháp ấy. Tức là mình làm sao thay vì mình nghe những cái tiếng thế gian thì mình được nghe chánh pháp. Nguyện nhờ công đức sám hối về mũi, làm cho mũi ấy thường ngửi cái hơi đã nhập pháp tánh của cõi hương tích, để cả hôi, hết cả hôi thối thuộc chúng sanh tử. Cõi hương tích này là cõi của Phật. Hương tích tức là cái cõi của Phật, mà có diễn tả cõi này ở trong kinh Duy Ma Cật. Cõi hương tích này là cõi của, ở trong kinh Duy Ma Cật có nói cõi này. Mình lược thôi, bởi vì nếu mà mình khi nào mình học tới kinh Duy Ma Cật thì mình sẽ biết về cái cõi này nhiều hơn. Nguyện nhờ công đức sám hối về lưỡi, làm cho lưỡi ấy thường nếm mùi vị của sự vui mừng khi ngộ chánh pháp, cùng với mùi vị của sự đẹp ý trong cơn thiền định, không còn ham thích mùi vị máu thịt của các sinh vật. Thông thường thì chúng ta thích những cái vị của thức ăn, mặn ngọt, chua cay, đắng chát, bùi béo gì đó. Nhưng bây giờ mình làm sao mình nếm được cái vị của chánh pháp? Khi mình nghe chánh pháp, mình nhập được ở trong chánh pháp, mình nếm được cái vị đó. Pháp Hòa tin chắc rằng đại chúng đã từng nếm được cái vị này. Có một ngày nào đó mình tụng kinh hoặc là mình nghe giảng, tự nhiên trời ơi bữa nay mình giảng mình hiểu được cái chỗ đó, mình vui mừng không xiết. Pháp Hòa hay có được những cái niềm vui như vậy trong khi mình đọc kinh. Nhất là ban đêm đó, yên tĩnh, không có ai quấy rầy hết, mình ngồi mình đọc kinh đó. Rồi có một hai chữ trong đó mình chưa có thấu đáo, mà tự nhiên cái giây phút đó mình có một cuốn từ điển, hay mình nhờ một cuốn sách nào đó mình tra ra và giúp cho mình thêm cái hiểu biết về cái chữ đó, tự nhiên vui. Bữa nay trời ơi, cái chữ nghĩa này bữa nay mình thấu nó một cách rõ hơn nữa. Chưa dám nói là một cách triệt để, nhưng mà làm cho mình rõ được cái nghĩa đó thì tự nhiên vui lắm. Thí dụ như ở ngoài đời á, người ta thành công, khi mà người ta làm được một cái, người ta áp phe mà người ta được một cái thành công có tiền của thì người ta vui. Nhưng một người tu á, mình làm được một cái Phật sự gì mà nó viên mãn thì đó là niềm vui của mình. Thưa đại chúng, mà Pháp Hòa đi chia sẻ Phật Pháp nhiều nơi như vậy đó, bữa giảng nào mà lên mà sức khỏe mình tốt, mà tinh thần mình tốt, mà mình nói được một buổi nói chuyện nó rành rõ, nó làm cho người ta hiểu được cái những gì mình muốn truyền đạt á, tự nhiên xuống mà mình vui lắm. Không ăn cũng thấy no, mà nghĩa là không cần gì hết, vì mình đã thành tựu được cái ước nguyện của mình là mình muốn mang Phật Pháp mình chia sẻ. Mà một giờ, hai giờ mình ngồi đó mình nói mà làm cho người ta hiểu được cái điều mình muốn nói, cho nên mình vui lắm. Cái đó là cái niềm vui của Pháp Hòa. Chứ bữa nào mình giảng xuống mà thấy bữa đó mình nói chuyện, mình cảm nhận được cái buổi nói chuyện đó của mình, mình đã cố gắng mình truyền đạt được cho người ta hiểu, vui dữ lắm. Nguyện nhờ công đức sám hối về thân, làm cho thân ấy mặc áo Như Lai, khoác giáp nhẫn nhục, nằm giường vô úy, ngồi ghế tánh không. Dễ sợ. Mấy cái câu này đọc mà với đại chúng nghe thích lắm. Thường thân của mình thì nãy mặc cái gì á? Mặc áo xanh, áo đỏ, lụa là, gấm vóc. Bây giờ không mặc mấy cái đó, mặc cái này nè. Mặc áo của Như Lai.
áo của Như Lai, khoác giáp nhẫn nhục. Mình vô trong chùa, mình ra ngoài đời, mình sống, mình phải có cái áo giáp nhẫn nhục. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật dạy trong kinh vậy nè, cái khí giới của người đàn bà đó là cái sự giận dỗi của họ. Cái khí giới của đứa con nít đó là tiếng khóc của nó. Cái khí giới của người tu là nhẫn nhục. Nếu mà người tu mà có được sự nhẫn nhục là người tu nó thành công. Cho nên khoác áo, khoác giáp nhẫn nhục, nằm giường vô ý. Bây giờ Nhật Đại Hàn chế những cái giường massage, giường nệm kiểu này kiểu kia, nằm thẳng lưng, đau lưng gì đó, không cần biết. Nhưng mà cái giường nào nằm cũng sợ hết trơn. Biết sao không? Giường mà càng tối tân thì nó càng mắc. Mà mắc mà không có tiền mua thì phải trả góp. Mà nằm rồi tháng đó không biết có tiền trả không, cho nên nằm cái giường đó không phải là giường vô ý. Vô ý là không sợ, mà nằm cái giường đó nằm tháng nào sợ tháng đó, không biết tháng tới có tiền trả không. Cho nên mình phải lái một chiếc xe vô ý. Chiếc xe gì mà mình có thể lo cho nó nổi. Thí dụ giờ mình đi làm, mình có được 20 ngàn mua chiếc xe 20 ngàn, dư 20 ngàn mua chiếc xe 100 ngàn, trời ơi lái mà hồi hộp lắm. Chiếc xe đó là xe không có phải là xe vô ý. Cho nên ở trong này nó nằm giường vô ý. Vô ý là không có sợ. Có nhiều khi mình nằm dưới đất mà muốn sợ gì hết trơn á. Còn mình nằm cao mình sợ té. Có nhiều khi mình có những cái giường nó tối tân quá, nằm cũng sợ lắm, tại vì phải có điện. Mà con người của mình mà giáp tiếp xúc với điện lực nhiều quá không tốt. Chẳng hạn như mình ngủ, mà mình ngủ gần cái computer, mình ngủ gần cái laptop cũng đâu có tốt. Vì cái xạ điện của nó, khi mình ngủ thế nào nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Thậm chí cây cối đó, ban đêm mình ngủ mình còn không có dám nằm gần những cái cây cối nữa. Cho nên ở trong chỗ mà mình ngủ mà nhiều cây cối quá cũng không tốt. Ban ngày thì nó tốt, nhưng mà ban đêm nó hút cái khí của mình. Nằm giường vô ý, ngồi ghế tánh không. Đừng có ngồi cái ghế trầm hương như ngài Ngộ Đạt ha. Ngồi có ghế nó có mấy phút mà ông vua quỳ xuống lại sư phụ. Vua quỳ xuống lại sư phụ thì thần dân phải quỳ xuống bái kiến quốc sư. Khởi cái niệm thôi, trời ơi bây giờ mình hãnh diện quá, được làm thầy của vua. Mọi người đang quỳ lại mình kìa, khởi vậy thôi. Về tới nhà là nguyên cái một ghẻ nó mọc ở trong chân này. Thù oán nó đi theo. Nguyện nhờ công đức sám hối về ý, làm cho ý đó thành tựu thập lực, 10 thứ lực. Quán triệt ngũ minh, thâm quán bản thể siêu việt đồng nhất của thế tục và thế tục đế và thắng nghĩa đế. Hai cái này gọi là nhị đế. Thế tục đế tức là tùy theo thế gian mà mình bày ra những cái tập tục theo thế gian. Nhưng mà trong đó mình có lòng những cái chân đế trong đó. Pháp Hòa hay ví dụ hoài đó, cúng vong, cúng cơm, cúng giáo, cúng trà đâu phải của đạo Phật. Đó là truyền thống của Việt Nam, đó là cái tục đế. Chúng ta bây giờ làm cái đó là chúng ta thuận theo cái thế tục. Nhưng mà trong cái thế tục đó chúng ta có chân đế, không phải cúng không. Hôm nào Pháp Hòa sẽ lấy cái bản lòng phái mà ngày xưa, thời xưa cho quý vị nghe, hay lắm. Cái điệp giới ngày xưa nói thế gian theo như là đạo Nho, người ta có ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đạo Phật chúng ta có ngũ giới. Và năm cái giới này nó đi, nó đối lại với ngũ thường của Nho giáo. Mà cái nguyên văn rất là hay. Thí dụ bây giờ mình bày ra cái cúng, nhưng mà trong cái cúng đó mình có nói đàng hoàng. Thí dụ bây giờ quý vị đi làm cái lễ, người ta đưa cho mình bịch đậu á,
năm thứ đậu, đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ, đậu đen, đậu nành gì đó, ta trộn mua trong đó năm thứ, ta đưa cho thầy nhờ thầy rải. Mình cũng nói năm thứ này là tượng trưng cho ngũ thường của Nho giáo: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Và đạo Phật chúng ta thì dạy không giết người, hại vật, không gian, tham, trộm cắp, tà hạnh, ngoại tình, không nói lời khổ não cho người, không có rượu chè cờ bạc. Người nào mà sống được như những cái đức hạnh này thì giống như những hạt đậu, nó nảy mầm tươi tốt. Cái ý người ta rải đậu là tượng trưng cho từ nay về sau làm việc gì đậu tới đó. Đậu tức là thành tựu, không? Thành tựu chẳng những như vậy mà còn sao đứt mầm mạ lên hạt. Và cũng cầu chúc cho con cháu từ nay về sau xanh xôi nảy nở như những hạt đậu này. Chứ mình mượn cái phương tiện tục đế đó, mình nói cái đạo đế, cái chân đế trong đó. Kiểu gia chủ trăm chăm trà, trong khi người ta chăm trà mình tháng cái bài kệ Lục Căng của ông Trần Thái Tông: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Trời ơi, mình nghe mình thấy kiếp người của mình nó lên đên gì đó, vậy mà chưa tỉnh, còn muốn lên đên nữa. Vận dụng tuệ giác phương tiện độ sinh, đó, tuệ giác của phương tiện độ sinh mà lại nhập vào dòng nước pháp tánh. Thôi, còn những cái câu này nó hay ghê gớm lắm. Vận dụng phương tiện độ sinh mà không rời cái dòng nước pháp tánh, làm cho tuệ giác tăng sáng hơn lên trong từng tâm niệm, phát hiện tuệ giác đại vô sanh nhẫn của Đức Như Lai. Này, vô sanh nhẫn, nhẫn có ba cách, nhẫn có ba cách nhẫn. Bây giờ mình sống trong đời này nè, có phải là giữa con người với con người mình phải nhẫn với nhau không? Thế nào cũng phải có nhẫn. Hai vợ chồng sống chung mà không nhẫn với nhau thì mỗi ngày có chuyện à. Rồi chị em sống chung một nhà với nhau không nhẫn nhau là có chuyện à. Mẹ vợ sống với rể cũng phải nhìn rể một chút để cho nhà yên chứ. Dâu sống chung với mẹ chồng cũng, mẹ chồng đôi khi cũng phải nhịn dâu, mà dâu đôi khi cũng phải nhịn mẹ để cho nó yên. Thì cái nhẫn đó gọi là sanh nhẫn. Sanh nhẫn có nghĩa là mình còn nhẫn với những con người sống chung với mình. Vì mình còn là người, mình còn va chạm thì phải nhẫn giữa con người với nhau, gọi là sanh nhẫn. Rồi bây giờ nhẫn con người là nhẫn cái gì nữa? Nhẫn hoàn cảnh, nhẫn trường mọi tình huống. Đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn tức là những cái hiện tượng sinh khởi trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình mới tới cửa nghe, trời hớn hở lắm, hôm nay đi chùa rầm sám hối, vô sẽ gặp thầy, gặp cô, gặp Phật tử vui vẻ nha. Mới vừa bước vô gặp ông thầy ông một đám. Rồi nói chuyện gì đây, sanh nhẫn rồi nha. Mình nói mô Phật chào thầy, ông ngoảnh ông đi chỗ khác. Thôi kệ, nhẫn đi, nhẫn sanh nhẫn. Rồi bây giờ mình bước xuống cái mình hỏi, có chuyện gì cho con phụ không? Im ru hết trơn. Trời ơi, sao mà lạnh lùng dữ vậy? Pháp nhẫn. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình hiểu rồi, trời ơi, đã là con người, sống ở giữa con người, đã sống trong cái cuộc thế gọi là đổi thay thời tiết, mọi trường hợp vậy rồi, hiểu nó hết rồi, không còn gì phiền hà nữa hết. Gọi là vô sanh nhẫn, nhẫn mà không còn khởi niệm để nhẫn gì nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa là cái người mà hay nóng lạnh bất thường. Quý vị ở đây mấy chục năm mà biết Pháp Hòa quá cái thôi không thèm kệ, bữa nào thầy vui thầy nói chuyện thì mình vui lại, bữa nào thầy không có vui với mình bình thường trở lại. Quý vị đâu cần đấy, bữa nay ráng nhớ nhẫn ổng nghe không, đâu cần nữa. Cái đó gọi là vô sanh nhẫn rồi, biết quá rồi cần gì, tôi đâu có khởi giận nữa, đâu phải nhẫn nữa. Quý vị thấy Phật hay không?
Phật dạy cho mình ba cách nhẫn nha. Nhẫn giữa con người thì gọi là sanh nhẫn. Nhẫn hoàn cảnh nóng lạnh, thời tiết, mọi thứ thì gọi là pháp nhẫn. Mà tới hồi mình hiểu được tất cả một cách rõ ràng thì gọi là vô sanh nhẫn. Nhẫn mà không khởi niệm sanh nhẫn. Có ai mà nhẫn cái ví dụ bây giờ á. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Cái thực tại nhất là cái cô Phật tử người Hoa đó, bây giờ cổ đang ở trong cái tình cảnh rất là đau thương như vậy. Thì bây giờ mình vì lòng từ bi mình cho cô về, chứ bây giờ cô không có chỗ đi. Cô không có chỗ đi. Mình biết tất cả những cái gì có cổ lỗi như thế nào, đó là cái chuyện lỗi lầm của cổ. Nhưng mà thủy chung một con người đau khổ thì mình giúp cho người ta được cái gì mình giúp thôi. Bây giờ cổ có nói gì quý vị đừng có để tâm. Quý vị phải khởi vô sanh nhẫn đối với cổ. Tại vì đối với cổ bây giờ có thể cổ nói những điều mà cổ không biết cổ đang nói cái gì. Cổ có thể cổ đang làm những điều mà cổ không biết cổ đang làm cái gì. Mình hơi đau mà đi buồn, đi phiền, đi trách những người như vậy nữa, mà thương người ta nữa. Mình không làm được gì, thôi kệ. Cứ trong tâm hộ niệm cho cổ, mau vượt qua những cái cơn khổ lụy của cổ. Ngày hôm qua Pháp Hòa kêu cô lại, qua cô nói, Pháp Hòa nói không phải tôi không có tình thương đối với cô, hay là mọi người ở đây không có thương cô. Mà thứ nhất người ta không biết tiếng Anh, thứ nhì người ta không biết tiếng Tàu. Phải không? Còn tôi thì tôi biết hai thứ tiếng. Mà tàu của tôi là tàu chuối, thành thử đi vòng vòng. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe, tôi đang tập cho cô, đang trực diện đối với cái sự thật mà cô đang phải chịu. Rồi từ đây những ngày tháng còn lại cô sẽ sống với một mình, và cô phải đối diện với những cái đó. Chứ không phải tôi không thương, tôi thương. Đừng có tưởng rằng tôi không nói chuyện với cô mà tôi không để ý tới cô. Tôi đi lên đi xuống ban đêm ban ngày tôi để ý hết á. Tôi để ý để làm gì? Để biết cô đang ở trong như thế nào. Quý vị biết bữa lên bữa ăn mình không thấy cô mình cũng để ý. Rồi chiều hồi nãy cả ngày nay cô đâu có ăn uống gì. Rồi nãy Pháp Hòa đi vô phòng và kêu ra ăn. Một người người ta mặc cảm, người ta lỗi lầm, người ta tội lỗi, người ta nhút nhát, người ta đủ kiểu hết. Mà bây giờ một người như vậy rồi, ví dụ như mình gặp bà, mình chào bà nín thinh, bà trừng trộ với mình, đừng có giận mấy người như vậy chứ. Mình phải khởi tâm từ bi. Và Pháp Hòa ví dụ như vậy đó. Hoặc là bây giờ mình sống trong một cái xã, mình sống trong một cái gia đình, có một cái người nào đó họ vậy đó, sáng nóng chiều lạnh, mà ngày nào cũng vậy, không lẽ giờ mình cứ bực mình cũng lạnh nóng theo họ thôi. Hồi đầu tôi còn sanh nhẫn, tôi còn pháp nhẫn, chứ biết là tôi vô sanh nhẫn. Tôi biết ông quá rồi, tôi cũng còn cái gì nữa biền ngà nữa. Cho nên trong này mới nói đó, trong từng tâm niệm phát hiện tuệ giác đại vô sanh nhẫn. Đại vô sanh nhẫn, quý vị nhớ ba cái nhẫn nữa ha. Mà khi mình hiểu được cái này, mình thấy Phật hay quá chừng. Bây giờ quý vị cứ để ý coi, giữa con người với nhau, một ngày mà không nhẫn có bao nhiêu chuyện nó sanh. Rồi tự nhiên hôm qua trời nóng, cái bữa nay phát gió lạnh, không lẽ bực bội ra đứng chửi gió. Rồi mình ra đứng mình chửi thời tiết sao. Trời ơi, mình phải pháp nhẫn chứ. Mình ở một cái quốc độ mà mưa nắng bất thường mà. Mà nói chung là quốc độ nào cũng vậy thôi. Có những cái thành phố tháng 7 không bao giờ có mưa, mà tự nhiên năm nó mưa dầm về cả tháng. Sao nói được? Những trường hợp đó phải pháp nhẫn. Pháp nhẫn đây có nghĩa là mọi hiện tượng, mọi hoàn cảnh chúng ta nhận được. Thôi thì hôm nay chúng ta đã xong quyển trung rồi của Thụy Văn Thủy Sám. Tuần sau mình tiếp tục bắt đầu qua phẩm thứ 3, quyển thứ 3 của, hy vọng từ đây tới cuối năm mình xong được nguyên văn Thủy Sám này. Xin cảm ơn đại chúng và chúc đại chúng an lành, và sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng làm lễ vía Bồ Tát Quan Âm
và giáp năm sư cô Thanh Quang, A Di Đà Phật.